Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Reviews. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại và bàn về cái vấn đề là iPhone 7 trong năm 2019 thì liệu nó còn đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng bên cạnh hàng loạt những cái dòng máy mới mà được những cái hãng sản xuất khác tung ra, ví dụ như là Xiaomi, Oppo, Samsung, họ đã tung ra rất nhiều những mẫu máy mới trong năm 2019 này. Vậy thì iPhone 7 trong năm 2019 thì liệu nó còn đáng sử dụng nữa hay không? Chúng ta sẽ cùng khám phá những cái lý do làm chiếc iPhone 7 này vẫn đáng sử dụng trong năm 2019 ngay trong video ngay sau đây nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lý do thứ nhất. Vâng, và lý do thứ nhất làm cho chiếc iPhone 7 này vẫn rất là đáng mua trong năm 2019, thứ nhất là bởi vì kích thước của nó. Kích thước của nó thì rất là nhỏ gọn mà các bạn cũng khó có thể tìm được một chiếc máy nào nhỏ gọn như là iPhone 7 trong năm 2019. Bởi vì là xu hướng smartphone hiện tại chúng ta đang đua theo cái dòng máy mà có tỷ lệ là 18, 9, 19, 9 và rất là khó để có thể tìm một cái sản phẩm nhỏ gọn như thế này. Và nhắc đến đây chắc chắn các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là thế tại sao anh không tư vấn về cái iPhone 8 hay là iPhone X, XS, bởi vì nó cũng nhỏ gọn và nó cũng hiệu năng cao mà. Thì mình xin giải đáp luôn cái vấn đề mấu chốt của nó là ở mức giá. Về mức giá thì chúng ta có thể biết là nếu như mà các bạn muốn mua những cái dòng sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn như là iPhone X hay là iPhone 8 thì chúng ta chỉ cần lấy một cái ví dụ thôi. iPhone 8 hiện tại nếu như mà các bạn mua một cái phiên bản cũ 64GB thì nó cũng đã có mức giá khoảng hơn 11 triệu đồng rồi. Và nếu như mà để so sánh với một chiếc iPhone 7 chỉ với mức giá là 6.190.000 thì mình nghĩ đây là một cái độ chênh lệch gần như là gấp đôi. Chính vì vậy mà mình nghĩ iPhone 7 bây giờ với 6 triệu hơn một cái thiết kế nhỏ gọn này thì nó thực sự là một cái chiếc máy mà đáng mua, đúng không? Và cái dẫn chứng về việc so sánh giữa mức giá của iPhone 7 với các iPhone 8 vừa xong thì mình nghĩ nó cũng là một cái dẫn chứng quá cụ thể là lý do tại sao mà chúng ta nên dùng iPhone 7 trong năm 2019 thay cho những cái dòng sản phẩm mà có mức giá quá cao như vậy. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cả lý do thứ ba, đó chính là về thiết kế. Lý do về thiết kế thì mình cũng có thể thấy là với một cái thiết kế kể từ đời iPhone 6 cho đến 6S, 6S Plus hay là những cái dòng sản phẩm iPhone 7, iPhone 7 Plus cho đến cái đời iPhone 8 Plus là cái đời iPhone cuối cùng còn giữ cái phần thiết kế như thế này. Cái phần thiết kế mà vẫn có một cái phần viền trên, phần viền dưới, vẫn có một cái nút home truyền thống để cho các bạn có thể sử dụng mà quen với cả những cái dòng máy mà có nút home rồi. Thì mình nghĩ là với một cái thiết kế như này thì vẫn giúp cho chúng ta khi mà ra ngoài sử dụng thì mọi người xung quanh vẫn có thể biết được là bạn đang dùng cái sản phẩm của Apple, với sản phẩm rất là xịn sò, một cái sản phẩm mà là một cái flagship một thời, đúng không ạ? Và tiếp theo về cái phần thiết kế nữa thì mình cực kỳ thích cái vỏ nhôm ở trên chiếc iPhone 7 này. Kể từ cái đời iPhone 7 hay là iPhone 7 Plus thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt lưng nguyên khối kim loại, đó chính là sử dụng chất liệu là nhôm, và nhôm sẽ là series 7000 và nó cũng là một cái điểm cải tiến so với cả cái đời iPhone cũ trước, đó chính là cái đời iPhone 6, 6S hay là 6S Plus. Thì mình nghĩ đây là một cái chất liệu nhôm vô cùng chắc chắn mà các bạn khó có thể tìm được ở một chiếc smartphone nào sở hữu với mức giá là hơn 6 triệu đồng khi mà so sánh với cả chiếc iPhone 7 này. Và bên cạnh cái chất liệu nhôm có một cái chất lượng vô cùng chắc chắn và bền bỉ như vậy thì chúng ta còn có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn là IP67. Và mình nghĩ là cái tiêu chuẩn chống nước này là hoàn toàn giúp cho các bạn có thể sử dụng khi mà trời mưa, chúng ta có những cái cuộc gọi hay là tin nhắn cần trả lời khẩn cấp thì khi đó chúng ta sẽ phát huy được cái tính năng chống nước IP67 này. Và mình khuyên là các bạn không nên lạm dụng, chúng ta không nên sử dụng iPhone trong khi tắm hay là khi đi bơi. Mà mình nghĩ là các bạn nên sử dụng một cái túi chống nước ni lông trong thì khi đó các bạn cho máy vào bên trong thì các bạn có thể thỏa thích quay video ở dưới nước, dưới biển mà không lo về vấn đề tự bình của máy hay là máy không bị thấm nước hay không. Chuyển đến lý do thứ tư. Và ở phần màn hình của chiếc iPhone 7 này thì mặc dù nó không có một cái độ phân giải quá cao, nhưng các bạn phải công nhận với mình là tất cả những cái dòng sản phẩm iPhone khi mà sở hữu một cái phần màn hình chỉ có độ phân giải là 750x1334 pixel và với tỷ lệ là 16:9 này thì nó vẫn đáp ứng cho các bạn nhu cầu xem video, chụp hình, hiển thị hình ảnh trên đây một cái chất lượng cực kỳ tốt. Và ngoài ra thì mình nghĩ là mình chỉ tiếc một cái phần, đó chính là nó không được trang bị màn hình chu tông như là ở trên đời iPhone 8 để giúp
giúp các bạn có thể bảo vệ được đôi mắt của bạn tốt hơn. Nhưng mà dù sao thì với màn hình của một chiếc điện thoại iPhone flagship một thời, hiện tại chỉ với mức giá là 6 triệu thì mình nghĩ một cái sản phẩm như này là không còn đòi hỏi được gì nhiều hơn nữa. Và nếu như mà các bạn thường xuyên theo dõi những cái sự kiện ra mắt của những cái sản phẩm iPhone như này thì màn hình với tấm nền LCD IPS thì chiếc iPhone 7 này được đánh giá là một trong những chiếc smartphone sở hữu một màn hình đẹp nhất trong cái thời điểm mà nó ra mắt, tức là thời điểm năm 2016. Rồi, và chúng ta sẽ cùng chuyển đến yếu tố thứ 5 làm cho chiếc máy này trở nên đáng mua, đó chính là về hiệu năng. Thì chúng ta có thể biết là với hiệu năng là chiếc Apple A10 Fusion đi kèm với 2GB RAM thì chiếc máy này có một số điểm AnTuTu lên đến gần 200.000 điểm, và cụ thể số điểm của nó là khoảng 195.000 điểm. Thì mình nghĩ đây là một cái hiệu năng giúp cho các bạn hoàn toàn có những cái thao tác sử dụng vô cùng mượt mà này. Bên cạnh đó thì nếu như mà các bạn chơi game ví dụ như là PUBG Mobile hay là những cái tựa game 3D khác thì nó vẫn giúp cho các bạn có một cái hiệu năng vô cùng tuyệt vời, có thể trải nghiệm được ở một cái cấu hình trên mức trung bình mà cái độ mượt mà của nó vẫn được giữ nguyên khi mà chúng ta chơi game. Bên cạnh đó, nếu như mà với dung lượng bộ nhớ là 2GB RAM thì nếu như mà các bạn cảm thấy là cái tác vụ đa nhiệm không đủ để cho các bạn có thể sử dụng thì các bạn cũng có thể tham khảo một cái sản phẩm, đó chính là iPhone 7 Plus, cũng có với mức giá rất là yêu cho cái sản phẩm đã qua sử dụng, chỉ với mức giá là 9.190.000 khi các bạn mua tại Di Động Thông Minh, hơn chiếc iPhone 7 này đến tầm khoảng 3 triệu đồng, và đây cũng là một con số để các bạn có thể cân nhắc. Thì bởi vì chiếc iPhone 7 Plus ngoài hiệu năng ra thì nó còn có rất là nhiều những cái điểm cải tiến khi mà so sánh là chiếc iPhone 7 này. Và tiếp theo đó, khi mà các bạn mua chiếc iPhone 7 này tại Di Động Thông Minh thì chúng ta sẽ có mức giá cho bản 32GB là 6.190.000 nếu như mà các bạn muốn có một cái không gian lưu trữ lớn hơn, cho một cái không gian giúp các bạn có thể lưu trữ được hình ảnh này, video clip hay là nhiều ứng dụng hơn thì các bạn có thể tham khảo bản 128GB. Thì cái phiên bản này nó sẽ có mức giá là 6.790.000, chênh lên khoảng 600.000 mà được một cái bộ nhớ gấp 4 lần 32GB. Thì mình nghĩ đây là một con số đầu tư khá là hợp lý dành cho các bạn có nhu cầu sử dụng một cái bộ nhớ cao hơn nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với lý do đáng mua cuối cùng ở trong video này, đó chính là về camera. Và các bạn có thể biết là Apple thì họ rất ít khi nâng cấp số chấm trên những cái sản phẩm iPhone của mình. Vâng, chuyển đến lý do cuối cùng để chúng ta có thể kết lại video này, thì lý do mà làm lên chiếc iPhone 7 này vẫn đáng mua trong năm 2019 đó chính là về phần camera. Nếu như mà các bạn thường xuyên theo dõi những cái sự kiện ra mắt của iPhone thì các bạn có thể thấy là Apple rất ít khi nâng cấp số chấm của mình trên những cái dòng sản phẩm iPhone. Nhưng đối với chiếc iPhone 7 này thì chúng ta có một cái số chấm đó chính là 12 megapixel, vẫn giống với cả phiên bản tiền nhiệm nhưng mà nó được cải tiến hơn rất là nhiều so với cả phiên bản tiền nhiệm trước đó. Bởi vì là với số chấm là 12 megapixel thì vẫn cho các bạn có một cái chất lượng hình ảnh cực tốt, và nếu như mà các bạn chụp một cái bức ảnh ở trên iPhone 7 này sau đó chúng ta sử dụng những cái phần mềm bên thứ ba thì chúng ta vẫn có thể có những cái bức ảnh vô cùng ảo diệu để up lên mạng sống ảo. Bên cạnh đó thì nó cũng đã được cải tiến thêm rất nhiều về cái khả năng quay video, về cái khả năng chống rung, và các bạn có thể quay clip với độ phân giải là 4K 30fps. Thì mình nghĩ đây là một cái điểm cải tiến khá là ok khi mà chúng ta dùng một cái sản phẩm đã ra mắt được 3 năm rồi nhưng vẫn có thể sử dụng để chụp ảnh này, quay video chất lượng cao. Vâng, và trên đây là video mình đã tổng hợp ra 6 lý do để chúng ta cùng nhìn lại về chiếc iPhone 7 trong năm 2019. Và theo các bạn, 6 lý do vừa rồi thì chiếc iPhone 7 này nó có thực sự đáng mua trong năm 2019 hay không? Thì mình cũng xin nhắc lại về mức giá của chiếc iPhone 7 này. Phiên bản 32GB cho bản đã qua sử dụng thì nó sẽ có mức giá là 6.190.000 đồng. Và ngoài ra, nếu như mà các bạn tham khảo lên bộ nhớ cao hơn thì chỉ cần thêm 600.000 đồng, các bạn đã sở hữu một cái bộ nhớ là 128GB rồi. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.